Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Lisa Thành đã từng nói, dùng sức mạnh của một con sư tử để chiến đấu, dùng trái tim của một vị Bồ Tát để đối xử tử tế với người khác. Người ăn nói nhẹ nhàng tưởng như là người yếu đuối, nhưng khi bắt tay vào công việc thì họ hoàn toàn có thể làm ra những điều khiến người khác phải kinh ngạc. Chỉ có người yếu đuối mới phải ăn nói khó nghe để che giấu đi sự yếu đuối. Còn người mạnh mẽ thì dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Người thông minh không nói lời khó nghe vì họ tế nhị, kín đáo và khiêm tốn. Người được việc không bao giờ hơi hợt vì họ dũng cảm, dám làm, dám chịu. Kẻ mạnh biết cư xử khiêm nhường và không ngừng tích lũy sức mạnh cá nhân. Khi thời cơ tới, họ sẽ đứng dậy hành động nhanh chóng và dứt khoát mà không do dự. Trong hơn 70 năm lăn lộn trong thương trường, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành chưa từng nặng lời với ai. Tuy nhiên, nếu xét về mặt chiến thuật kinh doanh, Lý Gia Thành lại là người rất nhạy bén và có tầm nhìn xa. Phong cách làm việc của ông có thể gói gọn bằng ba từ: ổn định, chuẩn xác và mạnh mẽ. Lý Gia Thành đã từng đi huy động vốn từ khắp nơi để thành lập nhà máy nhựa Trường Giang. Sau khi Hồng Kông được trả về Trung Quốc, ông đã quyết đoán mua lại cảng container số 6 của Hồng Kông. Thậm chí, Lý Gia Thành còn dũng cảm dấn thân vào ngành công nghiệp dầu mỏ Canada. Ông đã có những nỗ lực và sự quyết đoán phi thường để từng bước xây dựng đế chế vững mạnh của riêng mình. Không nói lời khó nghe. Một lời nói ác còn sắc hơn dao đâm. Sức sát thương của một lời nói cay nghiệt, tàn độc còn lớn hơn rất nhiều so với một lưỡi dao sắc bén. Người xưa mới nói, chim khôn kêu tiếng rành rang, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Nói năng hòa nhã, dễ nghe là một loại trí tuệ mà ai cũng cần phải tu dưỡng. Làm việc hết mình là một loại phẩm chất mà ai cũng cần phải rèn luyện. Làm người khiêm tốn, làm việc hết mình. Đây là hai điều giúp chúng ta có được một thế giới rộng lớn hơn và một cuộc đời tốt đẹp hơn. Vị quan nổi tiếng thời nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên đã dành nửa đời để sửa lại cách ăn nói của bản thân. Trước 30 tuổi, ông vốn thói quen ăn nói cay nghiệt, không kiêng nể gì. Các đồng liêu trong triều đều sợ hãi xa lánh ông. Còn hoàng đế thì suýt chút nữa vì những lời nói khó nghe đó mà tước bỏ đi chức quan của ông. Sau nhiều biến cố, Tăng Quốc Phiên bắt đầu tự vấn lại cách nói năng của mình. Ông nhận thấy lời ăn tiếng nói của mình vừa khó nghe vừa độc địa. Từ đó, Tăng Quốc Phiên hạ quyết tâm sửa đổi. Ông tự tay viết hai chữ thận trọng rồi treo nó ở thư phòng để luôn nhắc nhở bản thân và thực tập điều này ở mọi lúc mọi nơi. Khi bị tổ tông đường công kích, Tăng Quốc Phiên chỉ mỉm cười cho qua. Sau đó, Tăng Quốc Phiên còn chủ động hỏi han tổ tông đường trong những buổi trầu lên triều. Thậm chí, ông còn tích cực hỗ trợ tổ tông đường trong cuộc bình định Tân Cương sau này. Tổ tông đường dần dần bị khuất phục trước sự rộng lượng của Tăng Quốc Phiên. Sau cùng, tổ tông đường đã hoàn toàn quy phục Tăng Quốc Phiên. Khi xảy ra cuộc nổi loạn ở Tề Môn, một quan viên dưới trướng Tăng Quốc Phiên là Lý Hồng Chương đã cố ý dâng biểu xin được điều đi nơi khác. Tăng Quốc Phiên biết rõ nhưng không trực tiếp chỉ trích hành vi thoái thác này của Lý Hồng Chương. Ngược lại, ông luôn duy trì liên lạc thư tín với Lý Hồng Chương. Sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn, Lý Hồng Chương lại dâng biểu xin Tăng Quốc Phiên cho về lại Kỳ Môn. Tăng Quốc Phiên thì vẫn đối xử với Lý Hồng Chương trước sau như một, khiến Lý Hồng Chương hổ thẹn muôn phần. Kể từ đó, Lý Hồng Chương luôn hết lòng tận tụy với Tăng Quốc Phiên. Nhờ biết sửa đổi mà Tăng Quốc Phiên ở chốn quan trường chẳng khác gì cá gặp nước. Khi qua đời, Tăng Quốc Phiên được hưởng lễ an táng ở cấp bậc cao nhất trong số các quan viên của triều đình nhà Thanh. Nếu như không có những lúc nói cho sướng miệng, thì biết đâu chúng ta đã bay xa hơn và cao hơn bây giờ. Vì không ký được một đơn hàng lớn cho công ty mà Trần Vĩ suốt ngày than ngắn thở dài. Chỉ đến nửa tháng sau, Tiểu Dương, một người mới của công ty, lại ký được đơn hàng mà Trần Vĩ đã tốn bao công sức nhưng vẫn thất bại đó. Trần Vĩ do thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng quát mắng Tiểu Dương trước mặt mọi người. Tiểu Dương không hề đáp trả mà chỉ lịch sự nói với Trần Vĩ rằng: "Tôi không cãi nhau với anh là vì tôi không muốn anh và tôi trở thành trò cười.
Sau này, tôi sẽ làm cho anh phải tâm phục khẩu phục. Vì tôi không chỉ ký được đơn hàng này mà còn có thể giành được nhiều đơn hàng lớn hơn nữa. Chính sự hòa nhã này đã khiến người khác phải nhìn Tiểu Dương bằng con mắt khác. Đúng như lời đã nói, Tiểu Dương đã liên tiếp giành được nhiều đơn hàng lớn về cho công ty. Không lâu sau, cô đã được thăng chức lên làm phó phòng kinh doanh. Người khôn ngoan, không gây hấn và càng không nói lời làm tổn thương người khác. Người bốc đồng thường ăn nói khó nghe và rất thích công kích người khác. Họ không hay biết rằng chính những lời nói đó đã cắt đứt đường lui và đoạn tuyệt giao tình của mình. Và nó cũng chính là căn nguyên của mọi nỗi khổ mà mọi người phải gánh chịu trong đời này. Hãy biến những lời nói khó nghe thành những lời nói lịch sự và dễ nghe. Bạn cho người ta chỗ để thở, thì bạn cũng sẽ cho mình một cuộc sống suôn sẻ. Hãy nhớ, ăn nói dễ nghe chính là biểu hiện của một người khôn ngoan. Làm việc hết mình. Việc lương thiện với người đương nhiên là điều nên làm. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải lương thiện một cách có đầu óc. Trong Minh Lan truyện, Thịnh Minh Lan chính là một cô gái rất có đầu óc. Minh Lan tự biết xuất thân không tốt nên hạn chế xung đột với người khác. Nhưng một khi đối phương đã vượt quá giới hạn, Thịnh Minh Lan cũng sẽ đứng dậy phản đòn mạnh mẽ. Lúc biết bà nội bị Vương Thị và Lâm Tiểu Nương giết hại, Minh Lan đã dạy cho hai người này một bài học rồi mới giao họ cho quan phủ. Thịnh Minh Lan biết rõ mẹ chồng và dì Khang cố tình làm khó mình, cho nên cô cũng sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Minh Lan thẳng tay trừng trị dì Khang và làm cho mẹ chồng cay nghiệt không thể chống trả. Thịnh Minh Lan đã luôn tranh đấu cho những điều xứng đáng bằng chính sức của mình. Cuối cùng, cô chính là người hạnh phúc nhất trong số các tỉ muội nhà họ Thịnh. Người kém khôn hay làm việc cầu tha chậm chạp, mỗi khi gặp phải khó khăn hay hiểm nguy, họ sẽ chùn chân và chấp nhận thỏa hiệp. Người khôn ngoan lại biết âm thầm tích lũy sức mạnh và trở nên dứt khoát, mạnh mẽ vào thời khắc quyết định. Chú tôi được chọn làm trưởng khoa của bệnh viện thành phố vào năm chú 45 tuổi. Trong quá trình công tác tại bệnh viện, chú đã luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình và công việc của một bác sĩ đông y. Ngoài năng lực chuyên môn xuất sắc, chú còn luôn nhiệt tình giúp đỡ các bác sĩ ở khoa khác khi họ cần. Điều này đã vô tình giúp chú tạo dựng được hình ảnh và nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong bệnh viện. Do đó, chú đã nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên số 1 khi bệnh viện cần bổ sung thêm cán bộ quản lý. Trưởng phòng nhân sự biết có nhiều bác sĩ không muốn chuyển sang làm quản lý. Khi trưởng phòng còn đang nghĩ cách thuyết phục chú, thì chú đã tìm đến và nói, tôi có thể thử. Chú đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý của mình một cách hoàn hảo. Mọi việc đều được chú lo liệu, sắp xếp chu toàn, hợp lý. Chú đã nhiều lần được Sở Y tế vinh danh, biểu dương. Lâu dần, chú được lọt vào mắt xanh của các lãnh đạo bệnh viện. Những ngày tháng sau đó của chú có thể nói là một bước lên mây xanh. Kẻ mạnh thường tích lũy sức mạnh trong âm thầm và dùng thực lực để ban phước cho chính mình. Nếu không có ai bảo vệ bạn, hãy tự đứng lên và dùng sức mình để bảo vệ mình. Nếu xuất phát điểm của bạn thấp hơn so với người khác, hãy cư xử một cách khiêm tốn và làm việc chăm chỉ. Cũng đừng quên âm thầm tích lũy sức mạnh của bản thân. Nói không với hời hợt, chăm chỉ hết mình chính là cách sống tuyệt vời nhất của mỗi người. Người giỏi là người ăn nói hòa nhã mà làm việc hết mình. Quân tử ăn nói hòa nhã mà hành động quyết đoán. Nhất đại tông sư Vương Dương Minh, đại sư cả đời đều luyện tập thực hiện câu nói trên. Vương Dương Minh hòa nhã với người, ăn nói điềm đạm mà dễ nghe. Khi nhìn thấy cậu học trò Nam Đại Cát còn yếu kém, ông không trực tiếp phê bình mà chỉ động viên. Trái tim giống như một tấm gương, một khi đã được lau sạch rồi, nó sẽ sáng bóng đẹp đẽ. Chỉ cần con chịu khó tu tập thì cũng sẽ có ngày còn trở thành một bậc thánh nhân. Sau khi được thầy chỉ bảo, Nam Đại Cát đã dành hết nửa đời còn lại để chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Dù vốn chỉ quen ăn nói nhẹ nhàng, nhưng Vương Dương Minh lại là người làm việc rất mạnh tay. Cho dù đối thủ của ông có là mấy lão gian thần xảo quyệt, mấy tên cường đạo hung ác hay bè lũ mưu phản quỷ kế đa đoan, Vương Dương Minh đều thẳng tay trừng trị, diệt trừ tận gốc. Năm 1519, Ninh Vương nổi dậy tạo phản.
Ninh Vương đã đem 10 vạn quân tinh nhuệ tấn công vào Nam Kinh và trực tiếp đe dọa đến an nguy của kinh thành. Sau khi nghe được tin, Vương Dương Minh đã nhanh chóng tập hợp 3 vạn quân ô hợp để tấn công thẳng vào xào huyệt của Ninh Vương ở Nam Xương. Ninh Vương nhìn thấy hậu phương bị cháy thì cuống cuồng quay về ứng cứu. Vương Dương Minh nhân cơ hội này quyết chiến một phen với Ninh Vương. Kết quả là Vương Dương Minh đã bắt sống Ninh Vương ngay tại trận. Làm người bằng cái tâm lương thiện, làm việc bằng cái lòng cầu tiến, mong cho chúng ta đều sống một cuộc sống tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhập mã giảm giá VIP1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.